Gặp gỡ, chia sẻ và kết nối vì Hà Giang phát triển là một chương trình ý nghĩa được Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức tối ngày 12 tháng 9 tại khu du lịch nghỉ dưỡng Hâm Mông Village, huyện Quản Bạ. Mục đích của chương trình là quảng bá tiềm năng du lịch Hà Giang, thông qua đó kết nối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh cung ứng dịch vụ thu hút du khách đến với Hà Giang. Cuộc gặp gỡ, chia sẻ, kết nối vì Hà Giang phát triển được Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức nhân chuyến khảo sát, trải nghiệm, tìm kiếm dịch vụ du lịch mới của hơn 80 doanh nghiệp lữ hành cả ba miền Bắc, Trung, Nam tham gia chương trình Hà Giang Mùa Nhớ. Đây là năm thứ 7 liên tiếp chương trình này được các doanh nghiệp lữ hành duy trì tổ chức. Mục tiêu ban đầu là đào tạo, huấn luyện đội ngũ hướng dẫn viên khi đưa khách du lịch đến với Hà Giang. Sau này quy mô chương trình mở rộng hơn, tiếp đón các doanh nghiệp lữ hành cả ba miền để trải nghiệm, khám phá, tìm kiếm những dịch vụ du lịch mới đặc sắc tại Hà Giang. Từ năm 2019, 2022 và năm nay 2023 thì chương trình đã chuyển sang một quy mô mới là tổ chức cho các doanh nghiệp lữ hành ba miền đến trải nghiệm dịch vụ tại Hà Giang và kết nối các dịch vụ mới tại Hà Giang để mở bán thêm các cái sản phẩm tour mới linh động hơn, sáng tạo hơn và đẹp hơn để thu hút được nhiều khách đến với Hà Giang hơn. Việc tổ chức gặp gỡ, chia sẻ, kết nối của Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang giữa các đơn vị doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh với doanh nghiệp lữ hành cả ba miền có ý nghĩa rất lớn. Thông qua buổi gặp mặt để giới thiệu, quảng bá, hợp tác, cung ứng các dịch vụ kết nối khách du lịch đối với Hà Giang. Chúng tôi muốn các đơn vị sẽ trao đổi với nhau một cách rõ ràng để từ đó ký kết với nhau những hợp đồng đối tác chiến lược để cùng nhau kinh qua những cái giai đoạn sắp tới mà chúng tôi cho là sẽ khó khăn chờ đón các doanh nghiệp du lịch nói chung và doanh nghiệp du lịch Hà Giang nói riêng. Đây là một trong những cuộc gặp mặt tôi cho rằng là đánh giá rất cao và rất có ý nghĩa đối với các cái công ty lữ hành ở Hà Giang để kết nối với lại các đơn vị lữ hành trên cả nước. Hà Giang đã đạt danh hiệu điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 do Tổ chức Du lịch Thế giới bình chọn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, môi trường thân thiện, bản sắc văn hóa đậm đà và vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn trong du lịch. Cuộc gặp gỡ, chia sẻ, kết nối vì Hà Giang phát triển đã đạt mục tiêu và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với hơn 80 doanh nghiệp lữ hành của ba miền. Hoạt động này cũng thể hiện các giải pháp đón đầu xu hướng, thúc đẩy phát triển du lịch Hà Giang một cách bền vững.